Mai đình em đang hờn trách anh phải không em? Phải mà, anh đã đối xử tệ bạc với em suốt cả đoạn thời con dây. Mai đình đừng hờn trách anh nữa nghe em. Anh Tri từ quê nhân vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ nhỏ là cái tên của mẹ cha để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ nên chữ đã nhạt nhòa, đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc về quê. Anh Tri tùa xuân thời anh đem trao cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm báo dân. Chắc chắn còn ai đến đây để mà giành dân, không lẽ đời em mà chịu thiệt thòi. Mai đình em ơi em đừng nói gì nữa ca, đầy đủ quá rồi cuộc hỏi ngộ lắm thương đau. Phải cái tên Hằng Bạch Tử chỉ là một phúc danh mà người đời có thể quên đi khi nguồn tớ đã cạn. Khi anh không còn ca tụng dần chân sáng, khi đã là một phải nhận về kiếp sống thật nguyện. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Ký của anh, cái tên mà em đã mang vào hồn chính cất giường.